Ngày xưa thân nghe hồn nhiên là tôi mộng mơ thân tiên, trong ánh nắng mới ấm áp của tình bản thân. Ngày xưa phương rơi đầy sân, đàn ca hồn tôi nhẹ lưng, biết đâu mà đây là nơi tôi đến. Khi người trao niềm tin, đưa bàn tay lên trái tim mình, cho bao nhiêu đam mê vang lên lời hát. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, từng nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời. Ngày xưa thân nghe hồn nhiên là tôi mộng mơ thân tiên, trong ánh nắng mới ấm áp của tình bản thân. Ngày xưa phương rơi đầy sân, đàn ca hồn tôi nhẹ lời, biết đâu mai đây là nơi tôi đến. Khi người trao niềm tin, đưa bàn tay lên trái tim mình, cho bao nhiêu đam mê vang lên lời hát. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, từng nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời. Một ngày nắng hạ tìm về bên ngôi trường xưa, nơi đây tôi thơ đã một thời, cùng bạn bè hát ca, này là gốc phượng truyền cho vu vơ hồn nhiên, cho tôi bâng khuâng bồi hồi chia tay ngày tháng bên mái trường. Vẫn như mãi những phút bối rối, vẫn như mãi ánh mắt đắm say, vẫn như mãi những chiếc bánh bạn cùng tôi ta từng sẻ chia. Vẫn như mãi những tiếng trống, vẫn như mãi không hát có nhau, vẫn như mãi những tiếc nuối vì mùa thi đang dần trống qua. Bao câu thơ ôi ê a thật dịu dàng, khi cơn mưa đang dần buông cuối sân trường, cho hôm nay tôi nơi đây chờ tìm về bao yêu thương ngày xưa tôi mơ mộng. Mùi bay bay hoa lay lay lòng nghẹn ngào, ngồi trên xưa ba bạn thân có trở về, nghe đâu đây trong tim tôi từng kỷ niệm luôn in sâu thời gian chẳng hề phai. Trở lại trường xưa với bao nhiêu điều còn lưu luyến nè, ngày xưa ai khóc khi ta xa nhau, không nỡ rời xa mái trường hay là không nỡ chia tay ai. Ê, không nỡ chia tay ai. Thời gian ơi xin đừng trôi quá nhanh bạn ơi. Dù thời gian đưa chúng ta về đâu thì hãy luôn nhớ rằng chúng ta còn có nhau. Tuổi áo trắng với những ước mơ và những rung động ban đầu còn động lại trong từng trang lưu bút xin đừng quên. Hey,
bánh nè, bánh kem nè, ăn luôn đi nè. Sao ông cứ lấy đồ ăn của tôi vậy hè? Tôi còn nhom, ông ta con, thôi tôi cho ông luôn hai lon. Ngọt đó ông nội. Hey, đi học không học bài, vô lớp toàn ăn con hai thì xong. Nghĩ tới tương lai, tự nhiên muốn quay trở lại. Đắm say vẫn như mấy những chiếc bánh bạn cùng tôi ta từng sẽ chia, vẫn như mấy những tiếc trống, vẫn như mấy khúc hát có nhau, vẫn như mấy những tiếc nuối vì mùa thi đang dừng trong qua. Mà câu thơ ôi ê a thật dịu dàng khi cơn mưa đang dừng buông cuối sân trường. Cho hôm nay tôi nơi đây chợt tìm về bao yêu thương ngày xưa tôi mơ mộng. Mưa bay bay hoa lay lay lòng nghẹn ngào. Mưa trời xưa ba bạn thân có trở về? Nghe đâu đây trong tim tôi từng kỷ niệm luôn in sâu thời gian chẳng hề phai mờ. Chẳng hề chưa.
Về lại trường xưa với bao kỷ niệm, bóng dáng của thầy vẫn vương không rời. Một thời tuổi thơ trôi theo cánh phượng, lời thầy cô vọng mãi. Con nhớ cô thầy diêu dắt con nên người, nâng con bay khắp phương trời. Bây giờ con về thăm ngôi trường xưa, giờ già hơn trước con tìm cô thầy. Sau bao nhiêu năm tóc đã bạc phơ, con về thăm lại ôi sân trường xưa một thời mơ ước. Cô thầy đâu rồi, nghe trong tim con vang tiếng cô thầy. Trường xưa với bao kỷ niệm, bóng dáng của thầy vẫn vương không rời. Một thời tuổi thơ trôi theo cánh phượng, lời thầy cô vọng mãi. Con nhớ cô thầy diêu dắt con nên người, nâng con bay khắp phương trời. Bây giờ con về thăm ngôi trường xưa, giờ xa hơn trước con tim cố thầy. Sau bao nhiêu năm tóc đã bạc phơ, con về thăm lại ôi sân trường xưa một thời mơ ước. Cố thầy đâu rồi, nghe trong tim con vang tiếng cố thầy. One, two, three, jump!
tình người trong ngày mới. Thành phố nơi con xa vời vợi, ngờ chim nuôi linh thiêng vào đời và nụ cười nơi trên môi. Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay, ta đi từ đồng hoang vu vượt thét núi đồi. Trong ngày mới, thành phố nơi con xa vời vợi, người chim nuôi linh thiêng vào đời và nụ cười nơi trên môi. Cho ai
sẽ còn mãi trong tim mọi người, để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những trong công ty dầu khí Nam Định mà là người nhà hoặc bạn hoặc cháu của bạn Đặng Thế Hưởng của chúng ta nay cũng có đến dự buổi họp mặt của lớp D chúng ta. Nếu hỏi Liên thời gian nào trong đời là đẹp nhất thì Liên trả lời ngay là thời áo trắng học trò. Với nhiều bạn trong lớp có những buổi gặp mặt đồng ngũ, đồng niên đại học, các trường chuyên nghiệp hoặc cùng đi du học, vân vân. Nhưng với lớp D mình không phải ai cũng có những cuộc gặp mặt đó, mà còn lại một số bạn, trong đó có Liên. Chỉ duy nhất có buổi gặp mặt lại các bạn cấp 3 mà thôi. Với sự hiện diện của thầy, của các bạn và của quý khách, hôm nay là niềm vui và niềm động viên Liên và một số bạn không biết đến cổng trường trên cấp 3. Xin cảm ơn thầy, cảm ơn các bạn, cảm ơn quý khách đã để lại những chức tước, đẳng cấp, quyền vị ở ngoài cổng khách sạn mà có mặt trong khán phòng tập cúng này, là những cậu ấm ngày xưa của thầy. Khi nghĩ đến ngày này, Liên đã tra thao thức, cố gắng góp sức nhỏ của cùng với ban liên lạc vào chương trình gặp mặt thầy, bạn sao có ý nghĩa và sinh động nhất. Đó là lý do buổi họp mặt lớp D hôm nay. Liên xin giới thiệu chương trình gặp mặt hôm nay. Trước hết là điểm danh các bạn trong lớp D. Và trước khi điểm danh thì đúng là các bạn cũng có những bạn nhìn thấy nhau bây giờ là không nhận ra, nhưng thôi chút nữa thì các bạn sẽ biết những khuôn mặt lạ mà quen, quen mà lạ. Năm 69-70 lần đầu gặp nhau rất là lạ, 3 năm học lạ thành quen, sau 50 năm xa cách xa nhau đến nay quen mà lạ. Rất vinh dự cho lớp chúng mình, lớp D chúng mình hôm nay về dự buổi gặp mặt có thầy chủ nhiệm Trần Chí Phú, là người đầu tiên giang tay đón chúng ta vào cấp 3
Xin kính mời thầy đứng lên để chúng em được chiêm ngưỡng ạ. Lửa nhiệt tình đang cháy trong 30 con tim chúng ta hiện diện. Xin mời các bạn được sướng danh đứng lên chào thầy và các bạn và quý khách sau 50 năm xa cách. Đặc biệt hôm nay có sự hiện diện của thân nhân của lớp chúng ta, đó là bạn đời của bạn Hương. Xin anh nhận. Và trợ lý của bạn Tụ ạ. Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời bạn Mai Thị Hòa, đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Mời bạn Cao Xuân Tụ, hiện đang ở Biên Hòa. Và bạn có thơ móc nữa, hai thơ móc nữa, là hai thế hệ mẹ và con. Bạn đặt cái lửa để có tên, nhưng rất tiếc là bạn bị ốm đột xuất quá, mà bạn cũng rất tiếc là không về dự được của họp mặt của lớp D chúng ta. Bạn cũng có gửi lời về chúc mừng lớp. Mời bạn Vũ Liên Hương, đang ở Tài Giá. Bạn. Mời bạn Vũ Thị Hoài ở Hà Nội. Mời bạn Phạm Quang Nam, đang ở Hà Nội. Mời bạn Phạm Văn Lý ở Nam Định. Mời bạn Phạm Gia Kiên, Nam Định. Mời bạn Ngô Quốc Huy, Nam Định. Mời bạn Đỗ Quốc Khiêm, Nam Định. Mời Vũ Thị Kim Quy, là em út ở lớp. Mời bạn Phạm Văn Luân, Nam Định. Mời bạn Vũ Ngọc Đan, đang ở Nam Định. Mời bạn Phạm Minh Chí, Nam Định. Chí CH đấy ạ, bác lúc nào bác phải thanh minh là Chí CH. Mời bạn Hoàng Thị Nga ở Cổ Lễ. Mời bạn Nguyễn Văn Dũng, Cổ Lễ. Còn Trần Thị Mỹ Liên là tôi. Xin cho chàng phố này. Mời bạn Nguyễn Văn Điền ở Sự Cát. Mời bạn Vũ Văn Viễn ở Trường Đảng. Mời bạn Trần Thị Minh Huệ Trường Đảng. Mời bạn Vũ Quốc Cánh Nam A Hải Hậu. Mời bạn Nguyễn Văn Hào, Trường Hưng. Mời bạn Phạm Văn Hoan, Trường Hưng. Mời bạn Cao Xuân Điều, Trường Hưng. Mời bạn Phạm Xuân Hải, Trường Hưng. Mời bạn Vũ Quang Tuyến, Trường Hưng. Mời đồng chí Vũ Quang Nhật là rể của lớp đang ở Thạch Giá. Và còn Nguyễn Thùy Dung và Cao Minh Khuê thì mời bạn Tụ đứng lên thay mặt. Xin mời bạn Ngô Quốc Huy lên phát biểu và tóm tắt những hoạt động trong 3 năm qua của lớp mình. Xin mời bạn. Kính thưa đồng chí đại diện cho công ty cổ phần dầu khí Nam Định. Kính thưa thầy Trần Chí Phú. Thưa toàn thể các bạn lớp D. Hôm nay chúng ta về đây họp mặt là dịp để chúng ta làm sâu sắc thêm tình bạn, tình thầy trò. Một thời thì cùng học và giảng dạy tại trường Cấp 3 Thượng Đinh. Sau lần họp năm 2019, các thành viên
đã kết nối và không ngừng được nâng cao theo năm tháng. Hình thức kết nối là gặp nhau trực tiếp hoặc thông qua mạng xã hội, trao đổi công việc làm ăn, chia sẻ tâm tư tình cảm, giúp đời sống tinh thần của chúng ta thêm phong phú và đa dạng. Một số hoạt động của hội lớp như sau. Một là đi thăm hỏi bạn bè ốm đau được 2 lượt, tổ chức đi cúng viếng được 13 lượt. Hai là hoạt động của ban liên lạc lớp, họp lớp lần 1 năm 2019, ta gọi là ban liên lạc lâm thời. Đến thời điểm này vẫn vậy, chưa có gì thay đổi. Ban liên lạc có nhiều thành viên hoạt động tự nguyện và được chia thành 3 khu vực: Trực Ninh, thành phố Nam Định và thành phố Hồ Chí Minh. Các thành viên trong ban liên lạc rất nhiệt tình, gọi họp là có ngay. Xong còn một số hạn chế. Một vấn đề đơn giản nhưng phải họp nhiều lần mới thống nhất được. Cái hoạt động thứ ba về nói về phần thứ ba là về quỹ lớp. Quỹ là vấn đề rất quan trọng, nó chi phối và quyết định hoạt động của hội lớp. Cái việc hình thành quỹ hiện tại là cái sự đóng góp tự nguyện và sự đóng góp dựa vào cái sự hảo tâm của một số bạn mà tôi hay gọi là đại gia cho vui. Quỹ của chúng ta thì nó nhỏ, cho nên là việc thăm hỏi phúng viếng chi phí một lần thì rất là nhỏ, cho nên là để cho nó được tăng thêm thì theo cái dự kiến sau cái đợt họp này thì có thể là điều chỉnh tăng lên chút ít. Là phương hướng tiếp theo hội lớp D, tất cả chúng ta cũng gắn bó cùng một quê hương, cùng chung một lớp, riêng mỗi bạn Dung là nói chung là không cùng quê hương thôi, cho nên cái tình cảm bạn bè thầy trò rất là gắn bó và trong trắng, cần được giữ gìn và trân trọng. Chúng ta đã già rồi nhưng mà cố gắng duy trì đến cùng, tức là không bỏ cuộc. Sau 3 năm chúng ta đã già và yếu đi rất nhiều. Tương lai lần họp tiếp theo chưa được dám khẳng định có, vì phụ thuộc về sức khỏe của mỗi thành viên. Dù sao chúng ta phải vẫn duy trì thăm hỏi cúng viếng, chọn tình chọn nghĩa bạn bè. Tóm lại, lợi ích của sinh hoạt lớp làm cho cuộc sống vui hơn, có lợi hơn cho sức khỏe của tuổi già. Cuối cùng xin thay mặt ban liên lạc lớp chúc đại biểu, kính chúc thầy và chúc toàn thể các bạn sức khỏe dồi dào, đồng thời là sống cùng gia đình và con cháu. Xin hết. Không biết sao đây nó có cái gì mà cay, nước mắt cứ tràn. Có một nghề bụi phấn bám đầy tay, người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất. Đó là nghề không trồng cây vào đất mà đem lại cho đời những trái ngọt hoa tươi. Em xin giới thiệu thầy Trần Chí Phú, chủ nhiệm lớp D, nên có đôi lời căn dặn và chỉ bảo cho chúng em. Thưa đồng chí đại diện cho công ty dầu khí Nam Định, thưa toàn thể các cô các chú, những người học trò thân yêu của tôi và cũng là những học trò đầu tiên tôi đứng lên bục giảng để đón nhận các em vào lớp. Thế mà đã 53 năm ấy, chúng ta đã trải qua bao nhiêu bước đường đời thăng trầm vất vả. Còn ra trường thì chúng ta mới ra trường 50 năm. Nhưng đấy, sáng kiến lần trước của chúng ta 5 năm 2 lần. Thế mà đã có một khoảng cách giữa lần trước và lần này. Đến tuổi chúng ta rồi mà
cũng đã mất đi vài cô vài chú đó. Và tôi vẫn cứ nói đùa với một số bạn bè cao tuổi, 70 tuổi là hòa vốn, còn ngoài 70 tuổi kia mà ngày nào là thầy trò mình lại ngày đó rồi. Cho nên cứ phải sống cho vui, sống tự tin, sống chấp nhận là mình đã đầy đủ thì lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ khỏe lắm. Còn dặn dò thì cô Liên vừa bảo là dặn dò thì đến tuổi này cũng chả phải dặn nhau nữa. Nhưng có một điều thầy cũng muốn là Khiêm, Đỗ Khiêm đó, bỏ thuốc lào đi. Hăng hái như thầy 49 năm hút thuốc lào từ đại học năm thứ nhất, thế mà cũng đã phải bỏ thuốc lào cách đây 7 năm rồi. Mà bỏ được thuốc lào khỏe lắm, đỡ ho khỏe lắm. Còn rượu thì có lẽ ngồi đây tới 2/3 ta đồng ý là không nên bỏ. Bỏ sao được? Nhưng không nghiện. Đừng có là uống nhiều rồi cũng hại sức khỏe. Ta bây giờ có thể không biết các cô chú nào như thầy là mỗi một ngày ở nhà nó có thể không bao giờ uống rượu. Và nhiều hôm có tí để nhắm bà với các cháu với dục vào đây. Không uống rượu à? Ở lúc thì mới quên. Nhưng đã đi uống không thì cũng hình không hết mình, nhưng mà cũng vui hết mình. Như mình là rượu, là rượu là vui, cứ thấy vui là uống thôi, chứ không có phân biệt là rượu Tây, rượu ta, rượu ngon hay không ngon đâu. Nhưng ông Lý thì rượu gần trưa thì ở Vị Hoàng là ngon đấy. Có mấy thầy trò mà làm mấy cái chai là cớ đấy. Nói thật, tức là ở nhà thì mình không uống rượu, nhưng đi uống rượu với bạn bè không sướng mà uống rượu gặp trò. Uống rượu gặp trò hình như nó không có một cái gì ngăn cách cả. Thầy nói vô tư, trò nói vô tư, thầy kể kỷ niệm này, trò kể kỷ niệm kia, không phải ngó, vừa nói vừa ngó ông này ông kia trong vô lượng câu, bà này bà kia phải có lượng rồi. Cái đó là cái chân thật đến tuổi thầy trò mình bây giờ là quý nhất là sức khỏe, quý nhất là sự bình an, và để được điều đó là ta sống chất. Chưa giàu chẳng mà giàu rồi, hạnh phúc rồi, con cái như thế là trưởng thành, rất là quý. Chưa hoàn thực ra cái bài thơ cô Liên đã đọc, cái này là chưa đủ. Có một nghề bụi phấn dính đầy tay, người ta vẫn gọi đến là nghề cao quý nhất. Có một nghề không trồng hoa vào đất, vẫn cho đời những đóa hoa thơm. Nhưng tại sao người không viết cái bài thơ này chỉ ạ, người ta không nói cái điều ngược lại nhỉ? Có được ngày hôm nay là tôi phải nhờ vào trò chứ. Tôi không có những lứa học trò trưởng thành, tôi không có những lứa học trò đầy tình nghĩa thì làm sao có được ngày hôm nay. 53 năm rồi, khi mình đón học trò vào lớp, mình 22 tuổi, trò 15, 16 tuổi, trẻ lắm chứ. Mà bây giờ là như các thầy là ngót 80, trò thế vào tuổi xưa nay hiếm. Mà khỏe như thế này, mà vui như thế này, mà vẫn cứ nhiệt tình đến với nhau như thế này, quý vô cùng. Thầy sống ở Hà Nội mới được có 12 năm, nhưng rất nhiều người nói rằng thầy sướng hơn chúng tôi nhiều. Và sướng cái gì? Tôi lên Hà Nội chỉ có mỗi ít sổ lương hưu thôi, sổ tiết kiệm còn không có. Cái nghề dạy học, nuôi con ăn học rồi nó vậy đấy. Cho nên nãy tôi đọc cho mấy người nghe cái bài thơ ngày xưa, khổ lắm, đã có những giai đoạn các em có thể chưa biết, thầy đã phải xin nghỉ dạy học để đi chăn bò vào Thanh Hóa chăn bò. Lương có 46.75 đồng mà đi chăn bò được 1.000. Ông nào giải toán hồi ấy thì chia ra gấp bao nhiêu lần? 20 mấy lần. Rồi cũng có một lần dính vào cái phường bát, cứ tưởng là không thể ngóc đầu lên được, phải đi buôn than Trung Quốc đấy, vượt trùng khơi giữa đêm hôm đấy, tưởng là không có đường về.
Thế nhưng may mà vẫn cứ thích cái nghề dạy học. Buôn bò rồi cũng quay về dạy học, buôn than rồi cũng quay về dạy học. Và cuối cùng chính những cái khổ sở ngày xưa ở cái tuổi đầu đời hình như đã để lại cho mình cái sung sướng của cuối đời. Nói thật với các cô chú, mình thì không dám tự hào, không dám nói như thế là đầy đủ. Nhưng với một cái cuộc đời đã từng trải qua khổ như thế, cô nhà mình với con mẹ vợ từng bà mẹ và các em còn nói là chị ấy là khổ quét đôi, sướng không chịu được. Các chú ở đây có thấy bao giờ các cô ấy nhét thức ăn vào tủ trong cái lúc lôi ra thì cũng không ăn được nữa. Thế mà nhiều khi vẫn cứ bắt ra nó uống chất rượu. Các bà nhiều khi là sống khổ quen rồi, sướng không chịu được. Nhưng đến bây giờ nói thật các cô các chú thì đại bộ phận đã biết. Cháu lớn của mình năm nay 51 tuổi đấy. Cần cái hoa ngày xưa đấy, người các cậu đi đám cưới đấy. Thế năm nay ông Khiêu như là đi đánh trống lấy bánh cuốn để cho các thầy cô giáo ăn sáng để đi đón dâu. Bây giờ 51 tuổi đấy. Mà cháu đang là phó tổng cục trưởng tổng cục thi hành án bộ tư pháp. Còn con thứ hai thì cháu làm dược, Dạ Hương, Ngọc Lan, Bảo Thanh, Chicken Baby, toàn là những sản phẩm của cháu hết. Nhưng cái hoàn cảnh nó éo le, tức là khi cháu nó phát minh ra những sản phẩm này thì nhà nghèo quá, cho nên không mở được công ty. Cho nên lúc bây giờ có tiền mở công ty thì bây giờ sướng lắm. Nhưng thôi giờ cho như thế cũng sướng. Còn cháu út thì hai vợ chồng nó hiện nay là dạy đẹp bình định. Lớp mình sao chữ Hưng Đông mà. Lớp đó, năm đó là thầy Hải lập một lớp riêng chữ Hưng. Nhưng người về sau còn một số ở xã khác là bảo chen vào đấy, chim vào đấy. Cho nên xã khác có ít hơn một chút. Còn sau này thầy Hải về chữ Hưng rồi thì đến lớp thầy quán các thứ ở ngoài chữ Tinh của trường. Thì hầu như mình lại muốn ra đi bên ngoài để làm chuyện gì ít. Nhưng Trực Hương có 8 thôn rồi. Bao nhiêu Trực Hương rồi có 8 thôn đúng không? Là vật tư. Quần ở trong đó là cũng đi đủ 8 thôn chứ. Nhật Tân, Phú Mỹ, Quý Thượng, Cổ Đông, Cổ Đa gì nhỉ? 8 thôn. Những năm đó, mình thì chưa có vợ, cái năm đầu tiên là chưa có vợ, rồi là dân học sinh mới vào nghề hào hứng lắm. Chủ nhật nào mà không đi chơi, không ở Trực Hương thì Trực Liêm Hải đã đủ kiểu các kiểu. Cho rất là quý cái tình cảm, trân trọng cái tình cảm. Và thời gian nếu mà còn thì thầy trò cứ được tâm sự với nhau thôi. Mình đã trải qua những lần mà con nó đi học đại học về trong túi không có đồng tiền để cho nó đi. Trông thấy con về mà mừng, nụ cười bỗng tắt giữa chân thì lo. Về sao con chẳng hẹn hò, lương bố không đủ để lo nợ đời. Lợn nuôi 5-7 tháng trời như con chuột cống, những nơi mất mùa, gà toi bán chẳng ai mua, dạy thêm mấy cháu vẫn chưa được tiền. Đêm nằm suy nghĩ triền miên, thương bố thương mẹ con đến ít về. Ở phố sống kiểu nhà quê, đua đòi chúng bạn đáng chê trách nhiều. Mấy lời nói với con yêu, học giỏi, tiết kiệm là điều vô mong. Ba cháu 15 năm học đại học, lương giáo viên thì các cô các chú biết rồi đấy. Ba cặp ba đồng có như vậy thôi. Thế thì cố gắng thôi, các cháu là nó cũng thành công. Thế cũng là cái bí mật. Cho nên bây giờ gặp gỡ học trò, ngoài thì việc chúc các em luôn luôn bình an và mạnh khỏe, thầy muốn các cô các chú làm sao cứ phải dạy dỗ được con cháu mình, phải khôn hơn mình, phải giỏi hơn mình, để thực hiện cái điều các cụ nói là con hơn cha, nhà có phúc. Thế đó là một số điều tâm sự. Rồi những năm gần đây khi về hưu, học trò nó mới bảo thầy ơi, vậy về hưu rỗi rãi vậy thầy có bỏ toán là thầy làm không? Mình bảo ngố hay sao rồi bỏ toán làm làm, một đời khổ vì toán, khô khó khổ. Ông Khiêm kia ông còn bỏ không học hình, ông chỉ có học đại mới được ra cả.
Là vì ngày xưa đề thi toán nó bao giờ có hai đề chọn một mà. Có một đề như chỉ có hai đề chọn một thì dứt khoát trong đó phải có đại hoặc là lượng rồi. Dễ học hơn hình. Đúng là hình mà lười học một chút rồi. Khó xuôi lắm. Đấy, ngày xưa nó như vậy nên bây giờ. Để nhớ 53 năm cái ngày thầy trò gặp nhau, thầy cứ làm cái thơ mà hôm trước đã đọc. 50 năm ngày ấy em tới trường, từ khắp nẻo quê hương thầy đón em vào lớp. Xa lạ mà thân thương, em 15, 16 ngơ ngơ trẻ quê nghèo. Thầy 22 trẻ lắm, bao mộng mơ mang theo. Thầy trò quý mến nhau, ân cần dạy và học. Dù đói no khó nhọc, say đèn sách đêm thâu. Đạo là người học trước, luyện kiến thức bền lâu. Cái chỗ mà cái nãy tụ bảo đây, các cụ cứ viết cái câu tiên học lễ hậu quan mà chuyển sang tiếng Việt. Thì chỉ kiểu gì? Thì tớ mới viết cái câu này, đạo là người học trước. Nào gọi. Luyện kiến thức bền lâu, 53 năm qua mau, những mái đầu đã bạc. Gặp nhau ôm thật chặt, cho nhòe hoen đôi mắt, mặc lệ ướt bờ vai, thổn thức im lặng hoài. Nhưng đó là tất cả, mong nhiều lần hội ngộ, để quên đi tuổi già. Thầy vui xưa nay hiếm, trò đầu bảy mở ra. Con cháu hơn ông cha, mừng toàn gia hưởng phúc. 53 năm về thăm bến cũ, hôm nay đúng là ta đã về thăm bến cũ trong trời mưa quá mát mẻ. Nhiều người ở trong này mưa khổ thế, mấy hôm trước nó nắng còn khổ hơn, nhưng hôm nay mưa ở là mát mẻ, cũng có cái thiệt thòi cho chúng ta. 50 năm ta về thăm bến cũ, tìm chuyến đò xưa sóng vỗ mạn thuyền. 50 năm cánh dài bao sợ nhớ, bạn bè ơi cánh phượng đỏ nào quên. 50 năm luôn rạo rực con tim, hình bóng thân quen con đò mát mái. Bao khách qua sông nhớ người ở lại, hạnh phúc đong đầy những chuyến đò ngang. 50 năm trên những nẻo đàn sàng khôn bước dài, may rụt trái ngang. Bao nhung nhớ luôn nhìn về một lối, cấp ba trực ninh những kỷ niệm xốn xang. Thầy cũ bạn xưa gặp lại nhau đây, mừng vui khôn tả, ướt bờ vai, mái xanh mái bạc đầy thương nhớ. Tháng năm xa cách gọi nhau hoài, trải qua tháng rộng năm dài, tình thầy nghĩa bạn suốt đời mang theo. Chúng ta mong bình an, chúng ta mong mạnh khỏe. Cân đấy Huy thì có nói là chưa hẹn được lần tiếp theo, nhưng ta có quyền ước ao có nhiều lần tiếp theo. Và cứ đông đủ như thế này, chúc tất cả các em mạnh khỏe, chúc tất cả chúng ta bình an, chúc con cháu chúng ta thành đạt. Để tỏ lòng biết ơn thầy giáo chủ nhiệm, 30 con tim chúng em gửi lời cảm ơn thầy. Và cũng có một món quà rất nhỏ để tượng trưng cho cái tình cảm của chúng em đối với thầy giáo. Xin thầy đón nhận ạ. Mời bạn quà à. Trước đây. Còn cái quà to nó có cổ kiêu treo nhà bọn này nó thì nóng chưa luôn. Mời bạn Hương. Cảm động. Mời bạn Lý. Hai bạn lên tặng hoa và tặng quà. Tìm đâu? Và xin mời thầy lên trên đây ạ. Thầy ạ. Em mời thầy ạ. Quà đi. Quà đây đi. Chị ơi, chị nhìn đây đây. Mời thầy lưu lại để nhận tiếp ạ. Đây. Đây ạ. Cảm ơn tất cả các bạn. Thay mặt các bạn lớp D gửi lời cảm ơn chân thành tới các nhà tài trợ của công ty dầu khí Nam Định. Dù là bạn, là em hay là cháu của bạn Đặng Văn Hưởng
là bạn đồng môn với lớp D chúng tôi. Với cái tình cảm lớn lao, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tất cả anh em trong công ty dầu khí. Và người ta đã bảo thế này: cứ nhìn bạn của bạn thì biết bạn. Chúng tôi vẫn mong muốn có lần sau để gặp lại các bạn. Lớp chúng tôi có món quà để tặng các thành viên trong công ty dầu khí Nam Định, mặc dù là rất là nhỏ nhưng đây tượng trưng cho 35 con tim của lớp chúng tôi là bạn của bạn Hưởng. Xin quý vị nhận món quà nhỏ tượng trưng cho lòng biết ơn của chúng tôi. Xin mời anh Trần Xuân Hạnh đại diện cho công ty dầu khí. Kính thưa thầy giáo, kính thưa các vị đại biểu, thưa các bạn, cũng như chị Liên vừa nói là cách đây 53 năm chúng mình đã quen nhau, sau đó 50 năm xa cách, bây giờ gặp lại cứ vừa như thấy lạ lại vừa thấy quen, cho nên là tôi xin hát một bài là bài Làm Quen. Nếu mà có bạn nào cũng thuộc cái bài hát này thì cùng hát nhé. Ok. Vừa gặp nhau ta đã thấy quen quen, thấy quen quen nhưng chưa thật là quen. Cười lên đi, hát lên đi, hát lên đi cho chúng mình quen nhau. Vừa gặp nhau ta đã thấy thân thân, thấy thân thân nhưng chưa thân là thân. Cười lên đi, hát lên đi, hát lên đi cho chúng mình thân nhau. Vừa gặp nhau ta đã thấy thương thương, thấy thương thương nhưng chưa thật là thương. Cười lên đi, hát lên đi, hát lên đi cho chúng mình thương nhau. Vừa gặp nhau ta đã thấy phê phê, thấy phê phê nhưng chưa thật là phê. Cười lên đi, hát lên đi, hát lên đi cho chúng mình phê nhau. Vừa gặp nhau ta đã thấy yêu yêu, thấy yêu yêu nhưng chưa thật là yêu. Cười lên đi, hát lên đi, hát lên đi cho chúng mình yêu nhau. Thưa thầy Phú, thưa tất cả các bạn, ai cũng biết là Dung không phải là dân Trực Ninh, nhưng mà với Trực Ninh thì có rất nhiều kỷ niệm. Trước khi mà về hội lớp lần này thì đã hứa với tất cả các bạn rằng là sẽ đưa thầy Phi về cùng dự hội lớp. Thế nhưng mà rất buồn là vì là cô Huệ đến giờ này thì lẫn rất là nhiều, đi ra đường không biết đường về. Đến mùa này thì các cháu lớn thì đã vào đại học ở Sài Gòn, còn ở nhà chỉ có mỗi thầy Thi trông cô Huệ. Thành ra là nếu mà ông không trông bà thì ở nhà chẳng có ai nữa. Thành ra là thầy không về được, rất là cáo lỗi cùng các bạn. Tuy vậy thầy vẫn có một bài thơ để gửi tặng lớp D chúng mình. Dung xin thay mặt thầy để đọc cho các bạn. Tức là nhiều bạn thì đã có Facebook của lớp để biết bài thơ này, nhưng cũng có thể có nhiều bạn là chưa đọc. Mình xin thay mặt thầy để đọc cho các bạn cùng nghe. Tặng lớp D khóa 6972, tựa đề là Muốn Về. Sao nhớ thế những mùa thu thuở ấy, sáng tinh mơ nghe chim hót trên cành, trời trong veo bát ngát lúa đồng xanh, đàn cò trắng răng hàng bay trắng xóa. Sao nhớ thế ngôi trường yêu một thuở,
thầy với trò dạy học lớp nhà tranh. Bao nhiêu năm quen bom đạn quên mình, vẫn đèn sách, vẫn miệt mài vượt khó. Đất Nam Định lâu dần yêu đến lạ, không là quê thắm thiết mãi thành quê. Thương học sinh bom đạn ngặt không về, quê Nam Định, quê Nghệ mình cũng thế. Thống nhất rồi tôi vào Nam dạy học, chưa bao giờ trở lại mái trường yêu. Ngày qua ngày thương nhớ biết bao nhiêu, thương gửi tới học trò mời hội lớp. Trực Minh ơi, nghĩ không về không được, mái trường xưa tha thiết bạn bè trông. Thầy với trò lâu gặp các em mong, lòng dạo dực muốn về trong nỗi nhớ. Thế là bài thơ thầy Thi gửi cho lớp chúng mình. Tôi thì trước kia thì vẫn biết hát, nhưng mà 2 năm nay thì viêm thanh quản mãn tính rồi cho nên không thể hát được. Thì tôi chỉ muốn kể lại một số cái kỷ niệm Trực Ninh đối với tôi. Từ cái ngày đầu tiên cho đến khi bắt đầu sang Trực Ninh vào năm 72, dân thành phố về Trực Ninh thì có nhiều cái lạ lắm, đội bùn đi không được. Và có một ngày thì tôi nhớ nhất là từ Trực Thành thôi lên lớp, thì Thi cứ đòi là để anh đèo, ai lại đàn ông lại ngồi sau xe con gái. Thế là đi đến cái cống chỗ Trực Thành thì chả biết làm sao mà ông anh thì bay xuống mương, còn cô em thì giữ cái xe đạp ở lại. Thế là nhìn thầy lóc ngóc ở dưới mương mà bảo thôi lên đi không có lạnh anh ơi. Nhưng mà không tìm được dép thì làm sao hôm nay đứng lớp được. Thế là thầy cứ mò mẫm để tìm cho bằng được đôi dép về rửa, và ngày hôm đấy thì mới lên lớp được. Chỉ có duy nhất một đôi dép để đi dạy học thôi. Cái ngày đấy không phải là chúng ta không có quần có áo để đến trường, mà các thầy cũng thế, chỉ duy nhất một bộ và một đôi dép để lên lớp. Ở Trực Ninh thì mọi người ở lớp mình chắc không bao giờ nghĩ rằng là tôi lại có thể chạy bộ từ dưới Trực Ninh mà lên đến bệnh viện ở thành phố Nam Định. Bởi vì ngày đấy chị Huệ là bị một cái bệnh là tắc ruột và dính ruột, cứ lâu lâu lại một lần. Nhất là khi mà chị có thai đứa đầu tiên ấy, là dính ruột liên tục. Và bao giờ đêm hôm ấy là các thầy cũng phải buộc một cái võng lên 2 cái xe đạp và cứ thế đẩy chạy về thành phố. Còn tôi thì chạy theo một cái làn, một cái phích nước, quần áo rồi ca cốc các thứ, mà chạy rất nhanh, tại vì nếu không thì không có bất kỳ một phương tiện nào để cấp cứu. Lên đến thành phố thì các thầy đi về để hôm sau còn dạy học. Tôi ở lại với bà chị mà trực bệnh viện. Và trong 3 năm cấp 3 thì không ít hơn 3 lần chạy bộ như vậy. Bây giờ mình cũng không nghĩ là làm sao mà có thể chạy bộ 30 cây số trong đêm mà chân đất. Tại vì nếu mà chạy bằng dép thì nó sẽ đứt mất đấy. Và có một kỷ niệm rất là vui, tức là bà chị tôi cứ hàng tháng là đều bị những cái cơn dính ruột tác dụng như thế. Thì mình có một nhiệm vụ tức là dùng seranh để tiêm atropine. Ở đây có bác sĩ Luân đúng không ạ? Atropine lúc đấy chỉ biết là tiêm vào để cho bà chị giảm đau thôi. Thế nhưng mà khi bà lên cơn đau thì mình chuẩn bị thuốc rồi. Lúc đấy không có cái seranh mà tiêm một lần như bây giờ đâu. Tức là phải đun nước sôi lên để luộc cái seranh đấy rồi lấy thuốc vào. Thế thì khi chuẩn bị tiêm thì bà đau quá đạp cho mình một cái, thế là cả cái seranh thuốc nó bay thẳng vào mắt mình. Nhưng lúc đấy không biết, vẫn chuẩn bị một cái mũi tiêm khác để tiêm cho bà. Ngày mai là bắt đầu thi tốt nghiệp rồi. Ngày mai bắt đầu thi tốt nghiệp thì tự nhiên cái hôm đấy đồng tử mắt của mình nó giãn ra, nó gần bằng cái lòng đen luôn. Mắt bên này không nhìn thấy gì cả, mà cũng không biết nguyên nhân tại sao. Thì vào bệnh viện thì bác sĩ mới nói là có một cái gì nó bắn vào mắt không. Thì lúc đấy mới nhớ ra là cái thuốc atropine nó bắn vào mắt mình, nó làm giãn cái đồng tử ra. Và 3 ngày thi tốt nghiệp mình thi bằng một mắt, không thấy đường gì cả. Thế còn một kỷ niệm nữa đáng lý hôm nay là mình sẽ tố cáo bạn Đặng Thế Hưởng đấy. Thế nhưng bạn lại không có mặt, nhưng mình vẫn kể kỷ niệm đấy là cái ngày đi thi đại học. Mình về Trực Ninh thì chỉ biết ở trong trường và không có đi đến đâu cả. Mà lúc đấy chúng mình, khóa chúng mình đi thi đại học là thi ở Lý Nhân.
Thế thì chị Huệ mới nói với thầy Hải là bây giờ cái Du nó đi thi mà nó chẳng biết đường, mà đi phải đi vào ban đêm, tại bọn mình phải qua thành phố Nam Định trước khi trời sáng. Thế thầy Hải bảo là thế thì đi với thầy, đi về chỗ nhà mẹ vợ của thầy, tại vì Hưởng là nó học cùng lớp với Dung, mai nó cũng sẽ lên Lý Nhân để đi thi. Thế là đêm hôm đấy đi theo thầy Hải đạp xe về nhà của Hưởng. Nó nhìn mình như không biết là ai, mình cũng thế, học 3 năm mà chẳng đến nào biết mặt nhau cả. Thế là đêm hôm đấy là mẹ Hưởng mới làm thịt một con gà, xong bảo là ăn cơm đi rồi đi ngủ. 3 giờ sáng bà gọi dậy, ủa các thứ lên xe nào, gạo nào, củi nào, đèn dầu rồi đủ các thứ. Thế là Hưởng này quen đường, đạp xe đi trước. Mình thứ nhất là không đèn đón gì cả, xe đạp cũng không có đèn, trời thì tối đen, 3 giờ sáng dậy đạp xe đi. Mình lạ đường lắm, đi đằng sau cứ ngã lên ngã xuống mà không dám bảo ông ơi chờ tôi với, ông cứ đi đằng trước mà sợ lắm, ông mà chạy nhanh thì mình lạc đường thì chỉ có chết. Thế là cũng may quá, đi qua Nam Định sang đến đất Lý Nhân, ông cho một câu đến rồi đấy. Thế là ông biến mất 3 năm trước gặp lại. Thế ông cái câu đó mới thấy là cái tâm lý lúc bây giờ nào xấu hổ lắm, không được nói. Vâng, em mới kể tiếp là 3 năm trước khi mà gặp lại, 3 năm trước khi gặp lại thì em mới bảo là tôi là thù ông từ ngày đến bây giờ, mà tôi cứ không biết là tìm ông ở đâu để mà kể lại cái chuyện đấy. Ông bảo ơ, không sao có cả cái chuyện đấy à, thế mà tôi chẳng nhớ tí gì, tôi mà như bây giờ thì bà cứ chết với tôi. Đấy là kỷ niệm 3 năm ở Trực Ninh. Còn sau đấy thì sau khi thi đại học thì chúng mình là được một số bạn trong lớp thì được đi nước ngoài du học, rồi thì về lại Hà Nội làm việc ở một cơ quan khoa học cho đến tận bây giờ. Đã là từ lúc bắt đầu gặp nhau chứ bây giờ đã là 53 năm, 50 năm xa Trực Ninh, nhưng mà đối với mình thì Trực Ninh thật là thân thiết. Mình cũng nghĩ là mình đi rất là nhiều nơi nhưng mà sao bao giờ cũng muốn về Trực Ninh, rất là muốn về Trực Ninh. Ở đấy có tất cả mọi điều thân thương, gặp lại bạn bè sao mà thân thiết thế. Và bây giờ thì đã 70 tuổi rồi, cuộc đời mình ông anh mình đã chốt lại một câu thơ là như này: lang thang khắp cả trời Âu Á, lặn lội hai miền đất Bắc Nam, một tay gây dựng cơ đồ nhỏ, con cháu vẹn tròn thỏa ước mong. Cuộc đời nào dễ vuông tròn cả, sống vui cùng với cháu con. Cảm ơn các bạn. Tôi xin nói mấy lời là trước hết là xin rất là hạnh phúc chúng ta được gặp nhau và khỏe mạnh tươi cười được ngồi hôm nay, đó là cái điều hạnh phúc nhất. Tôi thì lúc nãy là định thầy Phi mới có nhắn là đọc cái bài thơ của thầy, nhưng mà bạn Dung bạn đọc rồi thì tôi xin phép là đọc một cái bài thơ khác. Bài này thì nó cũng có tính chất rất là Việt Nam. Bài là có nơi nào như ở Việt Nam tôi, có nơi nào như đất nước của tôi, Tổng thống Mỹ sang ngồi ăn bún chả, thả bộ ung dung giữa cơn mưa mùa hạ, ghé vỉa hè Hà Nội đứng hàn huyên. Đất nước nào như xứ sở thần tiên, Thủ tướng Đức sang chụp hình tự sướng, vui cùng người dân, hòa cùng thần tượng. Đất nước nào được lòng cả đôi bên, nguyên thủ Mỹ Triều chọn làm nơi đàm đạo, bỏ súng ống để cùng lo cơm áo, cho thế giới này được hạnh phúc bình an. Chẳng nơi nào bằng đất nước Việt Nam, hòa bình ổn định, văn minh thân thiện. Một đất nước 4.000 năm văn hiến, yêu chuộng hòa bình, chẳng tiếc máu xương. Bạn đến rồi sẽ thấy vấn vương, đất nước tôi phi thường vậy đó. Từ người già đến đứa trẻ nhỏ, bởi trong lòng mình dòng máu hùng vương. Là xin hết ạ. Kính thưa thầy Phú, kính thưa các bạn,
Phạm Minh Chí, Chí này là vẫn nói với anh em là CH, chí nghĩa, chí tình, cũng phải mưu trí mà cũng phải học giỏi. À, nói rất thật lòng. Mà tôi nói đây những cái điều mà rất thật, cho nên phải có bạn Duân không thể nói để cái tô hình, tô vẽ, đánh phấn, đánh son cho Minh Chí đâu. Mình nói tóm tắt cuộc đời Minh Chí thế này. Đáng nhẽ Minh Chí tốt nghiệp năm 71, lúc bây giờ 10B, năm ấy trượt tốt nghiệp thì chuyển sang lớp D. Cho nên sống với các bạn được có một năm học. Đấy, mà cuộc đời Minh Chí là rất buồn cười. Mình chẳng mới học giỏi toán y hóa mà dám thi mỏ. Với mục tiêu là mục tiêu thi mỏ ra Quảng Ninh với ông anh. Thế cuối cùng chẳng được mỏ, chuyển xuống 10.3. 10.3 học cũng gì chẳng có để mà học. Tôi không thích học môn toán ý, mà thích học nhạc. Chỉ thân với thầy giáo nhạc thôi. Về nhạc không bỏ đi trường nhạc không được nhạc. Xong về còn muộn rồi vào trường y. Và trường y học thì lại có năng khiếu văn nghệ, xong học xong nhà trường thì giữ lại vì văn nghệ là chính, ứng trong chẳng phải học giỏi. Thì tác phẩm đầu tay viết đăng báo tường chi đoàn thì chính ông hiệu trưởng hôm xuống kia cho hỏi câu nào câu chí bảo em đấy ạ. Từ xưa nay chưa cái học sinh nào viết được cả nhạc, chỉ viết lời dân ca thôi, rất quý trọng. Từ cái đó đấy là học xong nhà trường giữ lại làm công tác văn hóa văn nghệ là chính, nhưng không phải học làm học giỏi mà giữ lại trường đấy. Khi giữ lại trường xong rất đơn giản, chuyển được hộ khẩu học sinh sang cán bộ đơn giản. Đến khi học xong giữ lại trường xong, nhà trường lại cho một gian nhà đấy. Cuối đời chuẩn bị về hưu làm cái đơn xin nhà trường cho cháu thứ hai và công tác. Cháu học tiếng Anh phiên dịch, bây giờ cháu về làm về phòng quan hệ quốc tế. Thế nói tóm tắt của Minh Chí rất đơn giản thế thôi. Trước khi hát cái bài hát này tôi sẽ có một kỷ niệm. Vì tôi sáng tác ở trường tất cả hơn 20 ca khúc. Mà học sinh thường gọi tôi là thầy giáo nhạc sĩ Minh Chí. Hôm nay sẽ đầu tiên hôm nay sẽ hát bài Nhớ Trường. Bên trước khi hát bài Nhớ Trường có kỷ niệm anh Cao Xuân Điều ấy. Tôi nhớ cái kỷ niệm năm 1972, lúc ấy khoảng tháng Giêng tháng 2 đấy, đói lắm. Bạn Điều mang gạo đi đổi bánh cuốn ở cái quán kênh ấy. Có tôi là một, anh Điều là hai, với một vài bạn nào còn nhớ không. Tôi nghĩ rằng bạn Điều đã hy sinh đắm mang gạo đi đổi bánh cuốn cho bạn bè ăn. Chắc giữa tuần thiếu gạo, bạn chắc đạp xe về Chợ Hưng lấy gạo tiếp. Cho nên những kỷ niệm bạn bè tôi đã đúc kết viết vào bài Nhớ Trường như thế này. Đời học sinh mấy ai quên kỷ niệm, mỗi khi xa trường trong lòng càng nhớ thương, mỗi khi nhớ trường trong dạ càng vấn vương. Trường ơi biệt ly đã lâu rồi, bồi hồi sao xuyên nhớ trường xưa. Ta nhớ trường hơn cả như người thương, ta nhớ trường hơn cả như người yêu. Trường ơi bao năm sống nơi đây, tình bạn đắp xây chia sẻ ánh đèn đầu, nhưng đêm mệt biển bên nhau học dưới trăng. Đời học sinh biết bao là gian khó, gian khó càng nhiều càng thấy mình lớn khôn. Gian khổ càng nhiều càng thấy nhớ trường thiên tha. Tóm lại đến bản thân tôi nhận định bây giờ là tôi rất mãn nguyện, sung sướng lắm rồi, đầy đủ hết rồi. Và để đính chính cái câu mà thầy Phú vừa nói ấy, tức là năm chiều năm tới ta không uống rượu cũng không phải. Tôi nghe tài buổi phát thanh phụ nữ nói với câu này tôi quên tác giả rồi. Bạn các bạn nữ ạ, à, nếu thấy chồng mình mà uống rượu với bạn bè mà hò hát thì quên đi, không lo gì. Mà nếu thấy bạn chồng mình mà uống rượu với trai 6 năm với công nhân xô một mình, rượu đang nhắm gan của chồng bạn đấy. Đấy, tôi tính chính thành phố nói như thế. Tức là rượu rất quan trọng, ngày thường ta không nghiện, nhưng mà vui hôm nay uống rất nhiều không sao được. Bản thân tôi tiểu đường tôi vẫn uống rượu. Bị ta sang tuổi 71 không sợ nữa.
Xin hết ạ. Nãy rồi đấy. Nãy rồi. Bị Covid mà sinh gái cho hồn cho vẫn hồn. Tôi sợ gì? Nhiều thế. Nhiều. Là người bố đang có lãi đồ. Xin thưa là lớp mình còn rất nhiều chương trình về tâm sự và về ca hát. Nhưng bây giờ thì cũng đã đến bữa rồi. Nhưng tôi xin mạng muội là bạn Hưởng. Bạn Hưởng bạn ấy không về được. Thì bạn ấy cũng có một bài thơ. Thì tôi xin đọc thay cho bạn Hưởng. Để chắc chắn là trên YouTube Nai Ma này bạn cũng nghe thấy. Tặng Thế Hưởng. Cấp 3 tôi học lớp D. Mỗi lần nhớ lại đê mê tâm hồn, trong lòng luôn thấy bồn chồn, mong ngày gặp mặt lại, mong ngày gặp lại tâm hồn tuổi thơ. 50 năm đã làm ngơ, bây giờ gặp lại ai ngờ đổi thay. Bạn bè gặp lại cứ ngây ra nhìn. Thăm trường đã chuyển đi, nay còn bãi cỏ xanh non bướm vờn. Cây bàng trước lớp không còn, đã thay bằng một cây non mới trồng. Tiếc cho cái tuổi dậy thì toàn bạn gái đẹp, không gì vấn vương. Đọc đây là tôi không thích đọc nữa. Hay tại thầy Phú quá thương, liền em chỉ học yêu đương làm gì. Hay tại đang tuổi dậy thì bụng luôn bị đói, biết gì yêu thương. Trai gái cứ vậy ra trường vẫn nguyên trinh trắng, đáng thương vô cùng. Thì không biết là bạn ấy bảo là đáng thương bạn nào, bạn nữ nào hay là đáng thương cho bạn ấy thì bạn ấy không nói ở đây. Còn tiếp tục chương trình là tôi xin giới thiệu nguyên lớp trưởng Lý cũng có nên đôi lời ý kiến. Và chúng ta vừa dùng bữa, chúng ta vừa có thể là ca nhạc. Xin mời lớp trưởng. Kính thưa thầy Trần Chí Phú, thưa tất cả các bạn, cho phép tôi xin kính chúc thầy và tất cả các bạn mạnh khỏe, vui vẻ trong cuộc sống. Trong hơn 3 năm qua, Ban Liên lạc đã thay mặt cho hội cựu học sinh lớp D K6972 cấp 3 Trường Ninh đã làm tương đối tốt cái nhiệm vụ của hội là công tác tình nghĩa, thăm hỏi động viên các bạn khi ốm đau, khi đi viện, thăm hỏi hoặc là tổ chức đoàn đi phúng viếng vợ hoặc chồng, tứ thân phụ mẫu của hội viên qua đời. Cụ thể là trong 3 năm qua chúng ta là có 2 hội viên đã qua đời, 12 thân nhân tứ thân phụ mẫu của hội viên chúng ta qua đời, và đi thăm 4 lần đi thăm hội viên ốm đau bệnh tật với tổng số tiền là 8.700.000, trong này có bao gồm cả tiền đi xe. Thì nói thật với các bạn là bây giờ chúng ta ở cái tuổi 69, 70, 71 đổ lên rồi, cho nên tình cảm đối với nhau, đi đến với nhau rất quý, nhưng sức khỏe cũng không đảm bảo rồi trời nắng trời mưa. Bởi vậy Ban Liên lạc chúng tôi đã quyết định là đi thăm rồi đi phúng viếng đều phải thuê xe mà đi, để đưa các bạn đi đến nơi về đến chốn. Qua những vấn đề này thì bản thân hội viên và gia đình của hội viên, rồi bà con xóm ngõ tổ dân phố đều thấy cái tình nghĩa, tình ấm cúng của tất cả toàn hội chúng ta. Tuy nhiên cũng còn một số những tồn tại, có bạn ốm đau nằm viện lại ngại ngần không thông báo lên Ban Liên lạc, và các bạn không đến tham quan, đến chia buồn hoặc là đến thăm được, hoặc các bạn ở xa, nhất là các bạn ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, các bạn ở các tỉnh biên giới, là Ban Liên lạc cũng không có điều kiện. Thực ra thì cách đây khoảng độ nửa tháng thì bạn Nguyễn Thị Mỹ Dung cũng có gia đình có thân nhân qua đời. Thế nhưng mà hội chúng ta rất đông. Thế nhưng cả Trực Ninh chúng ta chỉ một vài người lên để chia buồn
rồi các Dung chia buồn với đồng chí Dung và gia đình. Thì thôi cũng bạn Dung cũng thật thông cảm, dù ít dù nhiều thì một nén hương, một chặng đường tiễn đưa cũng là nghĩa, là tình của tất cả hội viên chúng ta. Vấn đề này thì ban liên lạc chúng tôi sẽ dần khắc phục trong cái thời gian tới. Đợt họp mặt lần thứ hai này, nhờ sự cố gắng và tình cảm của tất cả các bạn, đặc biệt là các bạn, bạn Dung, bạn Hòa, bạn Tụ, bạn Hưởng ở thành phố Hồ Chí Minh, ở miền Nam, bạn Huy, bạn Phạm Khiêm và vợ chồng của Đỗ Khiêm, đặc biệt là bạn Đặng Thế Hưởng, dù hôm nay không ra được, bạn ốm sốt virus không ra được, nhưng mà cũng đã hỗ trợ kinh phí cho hầu hết cái chuyến đi họp mặt của chúng ta vào 3 ngày tới là 28, 29, 30. Thay mặt cho ban liên lạc xin chân thành cảm ơn bạn Đặng Thế Hưởng cùng toàn thể các bạn đã hỗ trợ kinh phí để họp mặt được thành công tốt đẹp. Chúc thầy và tất cả các bạn vui khỏe thành công. Xin cảm ơn. Thank you.
Ngày xưa thân nghe hồn nhiên là tôi mộng mơ thần tiên trong ánh nắng mới ấm áp của tình bản thân. Ngày xưa phương rơi đầy sân đàn ca hồn tôi nhẹ lưng biết đâu mà đây là nơi tôi đến. Khi người trao niềm tin đưa bàn tay lên trái tim mình cho bao nhiêu đam mê vang lên lời hát. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, từng nụ hoa còn đến mãi có nhau trong đời. Ngày xưa thân nghe hồn nhiên là tôi mộng mơ thân tiên trong ánh nắng mới ấm áp của tình bạn thân.